Vinhomes lãi kỷ lục 14.500 tỷ đồng trong quý 3 năm 2022. Công ty cổ phần Vinhomes VHM vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 với doanh thu thuần đạt 17.805 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bắt đầu bàn giao 1.300 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 The Empire. Nếu tính thêm cả nguồn thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính, tổng doanh thu thuần trong kỳ của Vinhomes đạt 30.719 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021. Kết thúc quý 3 năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của Vinhomes đạt 18.949 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 14.494 tỷ đồng, tăng tương ứng 37% và 30% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập trên mỗi cổ phần trong kỳ đạt 3.329 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Vinhomes lần lượt đạt 31.198 tỷ đồng và 26.193 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lần lượt 49,4% và 23,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Vinhomes báo lãi sau thuế 20.048 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 341.601 tỷ đồng tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng gấp 3,2 lần lên 14.743 tỷ đồng nhờ mở bán thành công dự án mới. Vinhomes cho biết, nguồn tiền mặt dồi dào giúp công ty có thể chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển các đại dự án và giảm phụ thuộc vào nợ vay. Nhờ đó, nợ thuần chỉ chiếm khoảng 13% vốn chủ sở hữu. Tính đến cuối quý 3 năm 2022, vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 140.131 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 90.383 tỷ đồng. Trong quý 3 năm 2022, Vinhomes tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của thị trường nhằm chuẩn bị ra mắt các dự án mới, nổi bật nhất là đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 The Ground. Dự án này có diện tích gần 300 ha với điểm nhấn là vịnh biển Paradise bay rộng 12,3 ha, hồ nước mặn Tropical Lagoon, bể bơi phong cách Olympic. 1.000 căn đầu tiên đã chính thức được ra mắt thị trường vào ngày 10 tháng 10 và nhanh chóng nhận được 800 đơn đặt cọc chỉ sau 3 ngày đầu mở bán. Với kết quả bán hàng ấn tượng, Vinhomes đã đạt mức doanh số 110.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2022, tương đương 92% kế hoạch đề ra từ đầu năm.